Về lúa gạo, giá mặt hàng này hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có biến động trái chiều. Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa duy trì ổn định, cụ thể đài thơm 8 ở mức 6.800-7.000 một ký, lúa IR504 6.200-6.400 một ký. Trong khi đó, tại Cần Thơ, giá lúa OM4218 tăng 100 đồng một ký lên 7.400 một ký. Các loại khác do ổn định như IR50404 là 6.800 một ký, Jasmine là 7.600 một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng như ST24 là 8.200 một ký, giảm 100 đồng một ký. Nhưng OM4900 là 6.900 một ký, tăng 200 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm không có biến động. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 9.700 một ký. Tương tự, giá gạo thành phẩm cũng đi ngang ở mức 10.800 đồng tới 10.900 đồng một ký.